Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Thưa sư, sư chỉ là không đặt tâm để tâm vướng mắc tham và theo đuổi các lạc thọ. Tuy nhiên, chiếu ra phương diện đời sống, nếu con người ai cũng không theo đuổi cảm thọ lạc thì các phương tiện sống làm sao cải thiện? Còn ví dụ, nếu ta không theo đuổi thích sự mát mẻ khi gió thổi thì làm sao người ta phát minh ra máy quạt, máy lạnh? Ví dụ 2, nếu con người không theo đuổi lạc thọ khi được kết nối trao đổi thông tin thì làm sao Internet ra đời? Và nhiều phát minh quan trọng khác của thế giới đều xuất phát với mục đích cho con người tiệm cận với lạc thọ nhiều hơn. Như vậy các nhà phát minh phải chăng là rất phiền não? Con xin nhờ sư khai thị. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói này các tỷ kheo, hầu hết loài người sau khi thân họa mạng chung đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất hiếm này các tỷ kheo là những người sau khi thân họa mạng chung đi lên cõi người, cõi trời. Và cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn dạy này các tỷ kheo, có hai loại lạc. Một là lạc do hưởng dục, và hai là lạc do ly dục. Này các tỷ kheo, trong hai loại lạc đó, lạc do ly dục là cao thượng hơn cả. Như vậy đó, có nghĩa là hầu hết loài người sau khi thân họa mạng chung đều đi xuống các khổ cảnh. Vậy nếu như ta muốn đi theo số đông hưởng thụ thì Đức Phật cũng không có cách chi cản chúng ta cả. Cái gọi là các phát minh, sư đồng ý một chuyện là nó làm cho chúng ta hưởng thụ ngày một nhiều hơn. Chính vì thế chúng ta đi xuống các cảnh khổ ngày một nhiều hơn. Khi chúng ta hưởng thụ loại lạc do hưởng dục á, thì đó là một cái cánh cửa mở đường xuống các cảnh khổ. Còn khi chúng ta hưởng thụ cái lạc do ly dục á, đó là con đường đi ra khỏi các cảnh khổ. Cho nên á, số đông chưa chắc đã là đúng. Chính vì như thế khi Đức Thế Tôn ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, ngài không muốn thuyết pháp là như vậy. Ngài thấy rằng đạo của ngài thật cao siêu. Đạo của ngài là đạo đi ngược dòng. Thế gian chìm đắm trong sự hưởng dục, còn đạo mà ngài phát hiện là con đường ly dục, con đường đi ngược dòng, con đường lìa bỏ các dục. Thì như vậy bao nhiêu người có khả năng lắng nghe? Cho nên cái việc này không có gì lạ. Càng hưởng dục thì càng đi xuống, mà càng ly dục thì càng đi lên. Chúng ta muốn theo số đông hay là muốn theo số ít thì lựa chọn tùy ở mỗi người. Nói sư ví von, nó giống như, còn nhớ cái ví dụ con dòi vào đống phân. Nhiều người cũng sẽ hơi bị sốc. Chúng ta hưởng thụ các dục á, rồi chúng ta so sánh cái dục này nó hơn dục kia. Các sự hưởng thụ đó, chư thiên nhìn giống như là hai con dồi nó bàn với nhau, ăn phân khô với phân ướt cái nào ngon hơn, phân gà với phân bò thì phân nào là nó béo hơn. Đó,
rồi phân dê mà sấy khô thì cái vị nó sẽ ra làm sao. Đối với chư thiên nhìn loài người mình y chang vậy đó. Các dục mình hưởng thụ chư thiên họ gớm muốn chết luôn, mà mình cứ đam mê. Thành ra là chúng ta muốn tiến hóa thì chúng ta phải nỗ lực ly dục. Nếu như chúng ta không ly dục được thì ít nhất chúng ta cũng phải giữ giới và sống một cuộc đời biết chia sẻ, biết buông bỏ. Sư không bắt tất cả mọi người đều phải cạo đầu đi tu, nhưng ít nhất một đời sống có đạo đức cũng sẽ đảm bảo được cho chúng ta một kết quả lành trong ngày vị lai. Kính bạch sư, cho con hỏi về giữ bát quan trai giới tại gia như thế nào, nếu không thường xuyên, và có cần nghi thức tụng niệm gì không? Con cũng mong muốn để mẹ của con trì giới, và do tính chất công việc nên con không bỏ việc nghe nhạc và xem phim được, vì cũng là thói quen. Xin cảm ơn sư nhiều. Như vậy thì hằng ngày quý vị giữ năm giới thôi. Nếu không bỏ được việc nghe nhạc và thói quen, vì thói quen thì mình giữ năm giới thôi. Còn trong những ngày bát quan trai giới, chúng ta có thể lựa chọn một tháng một lần hoặc một tháng hai lần thọ trì bát quan trai giới thì chúng ta mới hẳn kiêng và bỏ cái việc nghe nhạc xem phim qua một bên. Không ai ép chúng ta cả. Như sư trả lời từ trước, tốt nhất là chúng ta có thể đến chùa xin thọ trì bát quan trai giới. Còn nếu không được thì chúng ta cũng có thể thực hành ở nhà. Xin thọ trì ở nhà, nghi thức có nằm trong cái cuốn mà phát cho quý vị tụng đọc đó. Và nhớ ở đây là bất đắc dĩ mới hẳn làm, chứ không phải là cái mà chúng ta nên làm thường xuyên. Giống như đói quá mà không có cơm thì buộc mình phải ăn mì gói thôi. Chứ còn bản thân mì gói đó, đó là nó không có nên dùng ăn thay cơm. Chúng con xin sư giải thích về sự xuất gia gieo duyên cho chúng con được rõ. Xuất gia gieo duyên là dành cho những vị không có cơ hội xuất gia trong đời này. Tức là mình nhắm đời này mình không có cơ hội xuất gia đó, thì mình cũng có thể gieo duyên xuất gia bằng những khóa ngắn hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm. Ở các xứ quốc giáo thì đặc biệt có xuất gia báo hiếu. Ví dụ như ở Thái Lan nè, ở Campuchia, Miến Điện thì sư không rõ có hay không. Tức là khi cha mẹ qua đời đó, người con xuất gia tu tập để trả hiếu cho cha mẹ. Hoặc có khi cha mẹ cũng còn sống thì người con cũng xuất gia để trả hiếu cho cha mẹ. Còn với những ai quyết định là xuất gia luôn á, thì sư lại không khuyên xuất gia gieo duyên. Bởi vì khi xuất gia gieo duyên, chúng ta có một tâm lý là mình không phải tu thiệt, rồi sau một thời gian nữa thì mình sẽ về đời. Các dục thì ráng nhịn tới hồi về đời mình hưởng cho đã. Thì khi mình có tâm lý như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu tập của mình, cũng như là nó sẽ tạo ra các cái dấu ấn tâm lý. Như vậy thì đời sau hoặc là trong cái đời này đó, mà mình có xuất gia luôn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta nhắm đời này mình không có khả năng xuất gia đó, thì mình xuất gia gieo duyên thì cũng coi như là gieo cái duyên cho sự giải thoát giác ngộ. Như thế cũng còn hơn không. Riêng trong cái khóa xuất gia gieo duyên sắp tới đó, thì xin thưa là chúng ta sẽ xuất gia trong 10 ngày. Và trong 10 ngày đó, sư sẽ coi những vị đó như là những vị sư thực thụ và những vị tu nữ thực thụ. Chứ sư không coi quý vị là Phật tử,
đến để tu cho vui không? Khi đó sư sẽ đối xử và xem quý vị như là người xuất gia thực thụ, và sẽ cho những vị đó trải nghiệm đời sống tu hành thực sự là như thế nào. Sư thấy một số khóa xuất gia gieo duyên ấy, nó giống như là khách sáo vậy đó. Có nghĩa là mình diễn, mình khách sáo cho nhau nghe để đánh bóng cái đời tu, để cho quý vị thấy cái đời tu nó giống như là một màu hồng vậy đó. Nhưng mà sư thì cho quý vị trải nghiệm cái đời tu nó thực tế hơn nhiều. Nó sẽ có nhiều gam màu sắc. Và chúng ta thực sự sẽ không có nhiều thời gian để gọi là để rảnh rỗi đâu. Trong khóa xuất gia gieo duyên đó, tức là khi chúng ta tu 10 ngày đó thì sư sẽ không giữ điện thoại. Mà đúng, nếu mà mình tu đúng á, thì thật sự mình không có thời gian cầm điện thoại đâu. Quý vị sẽ rất bận. Báo trước là mình tu sẽ rất nghiêm túc, chứ không phải là cái kiểu khách sáo với nhau ha. Cho nên là nên chuẩn bị tâm lý trước. Mà báo trước là tu với sư thì với cái nhìn của nhiều người thì sư có vẻ khó. Sư không biết sư có khó hay không. Thưa sư, gia đình bà ngoại con đọc kinh từ khi còn nhỏ, ví dụ kinh Pháp Hoa, Di Đà, nên con thường có cơ duyên đọc được rất nhiều kinh, nhưng cho tới bây giờ con vẫn chưa có suy nghĩ kinh nên tụng hàng ngày. Dù con thấy kinh đọc rất hay, mang nhiều điều hay lẽ phải sống ở đời của Đức Phật như ông bà mình dạy để hiểu, như một cuốn sách hay có thể đọc lại khi thích, nhưng việc tụng như hát lớn lời dạy đó ở thời đại tụi con bây giờ biết đọc biết viết không như ngày xưa, con thấy không phù hợp, có đúng không sư? Nhưng một số lại cho rằng kinh phải nên tụng để hồi hướng tam bảo mới tốt, kiến thức để hiểu hay đọc cho đến học thuộc lòng chấm hỏi. Con cứ lấn cấn kinh mình chỉ đọc hiểu không tụng, có gì có lỗi hay có lối có lời gì đó là sai. Khi mà chúng ta thuộc kinh á, nó có một cái lợi là khi mà đụng chuyện chúng ta có để xài liền. Còn khi mà chúng ta nói là chúng ta chỉ hiểu chứ chúng ta không thuộc á, đụng chuyện có chắc quý vị nhớ hay không? Không phải ai cũng có khả năng nhớ tốt. Cái việc tụng kinh là một cái truyền thống từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi mà chư Tăng kết tập kinh tạng thì chia ra mỗi một nhóm sẽ có trách nhiệm là lưu trữ trùng tụng một tạng kinh. Cho nên là từ đó chư Tăng có cái truyền thống là trùng tụng kinh tạng thường xuyên, để cho kinh tạng không bị thất truyền. Cho nên quý vị có thể xem đây là một cách gìn giữ truyền thống cũng được. Cái suy nghĩ là kinh đọc là phải hiểu nó không sai. Kháng kinh giả minh Phật chi lý, lễ Phật giả kính Phật chi đức. Tức là xem kinh thì phải hiểu nghĩa kinh, lễ Phật là kính đức của Phật. Chứ còn đọc kinh không phải mình đọc như con vẹt mà không hiểu gì cả. Sư không ủng hộ việc đọc kinh như vẹt. Tuy nhiên chúng ta có hai cái khuynh hướng lớn. Đó là khuynh hướng về niềm tin, về khuynh hướng và khuynh hướng về trí tuệ. Cái người nặng về niềm tin thì họ thích những cái việc tụng đọc, rồi lễ lạy, cầu xin, nghi thức, các cái thể loại mang tính chất hình thức. Họ thích những cái gì mà nó mù mờ sương khói, thậm chí là thích những thể loại như là trì chú đó. Thì đó là dành cho những vị mà nặng về niềm tin. Còn những người nặng về thiên về trí tuệ á, thì họ thích nghiên cứu, tìm hiểu, tìm tòi ý nghĩa trong lời dạy của Đức Phật.
và họ thích việc hành thiền hơn là những cái nghi thức. Cho nên là chúng ta có hai khuynh hướng lớn mà người Việt Nam mình là phần đông là thuộc về cái khuynh hướng tín. Chính bởi vì vậy các thể loại kinh tụng, các thể loại lễ hội, quý vị thấy là nó nặng về hình thức rất là nhiều. Do khuynh hướng tín của mình nó nhiều cho nên là nó chọi, còn người khuynh hướng trí thì ít, chứ không có gì hết. Thành ra quý vị thấy nó nghịch là chuyện bình thường. Mình nếu như mình không thích tụng đọc thì đó là lựa chọn của mình. Nhưng nhớ, mình không tụng đọc thì mình phải nghiên cứu kinh, chứ còn đừng có mượn cái việc là tụng đọc thì mình không thích rồi nghiên cứu thì mình cũng không luôn, thì đó lại là chuyện khác. Sư ơi, mục đích của thiền là ly dục, không còn quyến luyến luân hồi hả sư? Nhưng sư có thể tóm gọn giúp con thước đo nấc thang tiến bộ trong thiền hơi thở và ý niệm để con có thể đo lường mình được bao nhiêu phần trăm đúng và được đoạn đường nào rồi? Không ạ, sư đã giảng những điều thiền sai nhưng con chưa đánh giá được sự hành thiền của mình ở mức độ nào rồi. Mà bây giờ sư có biết quý vị là ai, thực hành ra sao đâu mà sư biết quý vị thực hành đến mức độ nào rồi. Cái quý vị để trong cái nháy kép là thước đo nấc thang tiến bộ, bây giờ sư mới biết á. Quý vị hoan nghĩ là khi sư xuất gia, sư có cái suy nghĩ là thời gian mình đã lãng phí ở đời rất nhiều rồi, mình không nên lãng phí thời gian vào những việc khác. Cho nên sư đi thẳng vào việc nghiên cứu kinh tạng và chú giải. Thành ra đó, những cái lý thuyết, những cái định nghĩa, những cái quyển sách của đời á, hoặc những cái ngoài chánh pháp, sư không có nghiên cứu. Thành ra những cái quý vị hỏi mà thuộc loại là được chế biến sau này á, một vị nào đó do cái nguyên nhân nào đó tự vị ấy chế ra thì nên đi hỏi vị đó. Sư chừng nào mà cái việc đó có trong kinh tạng á, quý vị hỏi sư. Những cái loại như là thước đo tiến bộ vậy nè, mà nó có trong kinh tạng thì quý vị hỏi sư, sư biết đường sư trả lời. Còn nó nằm ngoài cái kinh tạng là nó nằm ngoài cái phạm vi hiểu biết của sư, cho nên là quý vị hoan hỷ. Còn ở trong Phật giáo có thước đo nào hay không? Thì cái thước đo thứ nhất là nằm ở các cái tầng thiền chứng, tức là chúng ta đạt đến cận định, hay là chúng ta đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đó là các thước đo. Cái thứ hai là thước đo về việc chứng đắc đạo quả. Là chúng ta chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì đó mới là thước đo. Hoặc là có một loại thước đo nữa, là thước đo về việc thực hành chánh niệm. Như là chúng ta thực hành chánh niệm á, là chúng ta thực hành theo giờ, tức là một ngày như vậy mình hành thiền 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Hay là chúng ta thực hành chánh niệm miên mật, là từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt. Đó cũng là một loại thước đo. Rồi một loại thước đo là thước đo phiền não, là chúng ta phiền não nhiều hay phiền não ít. Rồi một loại thước đo là thước đo các căn, người nào lợi căn hay độn căn, tức là các cái căn của mình á, nó nhanh nhạy, nó dễ nắm bắt vấn đề. Thí dụ như mình nhìn một cái bông hoa màu trắng, mình ngay lập tức có thể thực hành đề mục Kasina trắng. Khi nói đến hơi thở, ngay lập tức mình có thể tập trung bắt lấy hơi thở. Khi nói đến tâm từ, mình ngay lập tức có thể tập trung vào cái trạng thái từ của tâm.
Thì đó là các căn bén nhạy. Còn các căn chậm lục là chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực rất nhiều. Ngoài ra còn có thước đo về cái phước. Ví dụ như mình tu á, mình tu khổ hay tu sướng, cái điều kiện sống của mình á, là nó khổ hay nó sướng. Rồi cái đề mục thực hành thiền của mình á, là mình thực hành đề mục nó phải bần tăng khổ sải, vào rừng, lên núi, ra tha ma mộ địa. Rồi mình phải thực hành những đề mục và nó khó. Thí dụ như là đề mục bộ xương, 32 thể trược, rồi đề mục tử thi, quán bất tịnh, hay là những cái đề mục nó sang hơn. Ví dụ như là tứ vô lượng tâm, hoặc là các casino, thí dụ như vậy. Cho nên có rất nhiều cái gọi là cái nấc thang để mình so. Mà quý vị nói cái kiểu như vậy, sư không biết là quý vị nói cái gì. Thành ra là ai chế ra cái này vui lòng tìm người đó hỏi ha. Kính bạch đại đức, con xin hỏi: tâm bất sinh, tâm tĩnh lặng, chánh niệm phải cùng một bản tâm không? Con nghe nhiều thầy Bắc Tông giảng, chúng ta ai cũng có viên ngọc là cái tâm trong sáng của ta. Vậy sao chúng ta không lấy ra mà dùng, mà phải ngồi thiền nhiều giờ cho thân thể bị đau? Tâm bất sinh theo cái hiểu của con là tâm trong sáng tĩnh lặng của mỗi con người. Nhưng làm sao ta giữ được tâm tĩnh lặng luôn luôn được? Vì từ nhiều kiếp đến nay đã trôi lăn trong vô minh, đã gieo không biết bao nhiêu nghiệp bất thiện. Mình đã gieo ác theo cái hiểu của con. Mình tốt nhất là mình hiểu theo kinh, chứ đừng có hiểu theo mình. Cái này sư không phải là sư cười cợt của gì đâu, mà đây là một cái nguyên tắc. Mình hiểu theo kinh chứ đừng hiểu theo mình. Mình nghiên cứu cái gì là mình nghiên cứu theo kinh chứ đừng nghiên cứu theo mình. Mình biết cái gì là mình biết theo kinh chứ đừng biết theo mình. Hãy xem coi là cái mà mình biết ấy, có kinh nào nói hay không. Chúng ta rất dễ và rất thích đi theo cái kiểu tu tổ sư, tức là tổ mình nói như vậy. Nhưng Phật có nói như vậy không thì mình không biết. Chúng ta tu theo Phật á, thì nó chắc chắn hơn là chúng ta tu theo tổ. Quý vị hỏi nói rất nhiều về cái việc cái tâm gọi là tâm bất sinh, thì nó như thế này nè. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có một bài kinh mà nhiều vị thuộc thiền tông mê chết bỏ. Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, tâm là trong sáng, bị ô nhiễm do các phiền não từ bên ngoài vào. Thì nếu như chúng ta không có đọc chú giải đó, chúng ta sẽ lý luận theo cái tư kiến của mình, là mình có một cái nội tâm trong sáng, nó vắng lặng, nó vốn dĩ, nó trong sạch, nó thuần tịnh. Nhưng coi chừng, mình rơi vào thường kiến, là mình có một cái tâm vốn trong sáng, nó rơi vào thường kiến đó. Mà ở trong chú giải nói như thế nào? Khi chúng ta tục sanh thì cái tâm tục sanh đó chính là cái anh phá quăng gá. Cái tâm mà phá quăng gá này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta kéo dài duy trì kiếp sống. Và bản thân anh phá quăng gá này đó, khi ảnh tục sinh đó, cái tâm đó vốn dĩ không có thiện ác, nó mang tính, nó mang trung tính. Cái tính của nó là trung tính, nó không coi là thiện hay ác. Cảnh của nó, cái cảnh của nó là cảnh tử trong kiếp trước. Nhưng do cảnh tử kiếp trước nó quá mờ nhạt,
cho nên là chúng ta không thấy được nó. Cho nên khi chúng ta hành thiền mà chúng ta để cái tâm của mình nó rơi vào một trạng thái là nó không có một cái gì cả, mình tự coi đó là một trạng thái vắng lặng á, đó là khi mình rơi vào tâm phá quan gá, tâm hữu phần. Do cái cảnh của tâm đó là cảnh cận tử của kiếp trước, cho nên nó rất mờ nhạt. Với định tâm của mình không thể thấy được. Với những người định thâm sâu đạt đến tứ thiền á, thì họ có thể nhìn vào đó, họ thấy cảnh tử của kiếp trước, để họ suy ngược ra cái tiền kiếp của mình là cái gì. Đó là cách mà một vị thực hành quán tiền kiếp. Còn một người định không có, chưa chứng thiền á, mà mình chủ động rơi vào, mình chủ động mình rơi vào cái tâm phá quan gá đó, thì mình sẽ rơi vào một trạng thái nó trống rỗng, không có gì cả. Bởi vì mình không đủ, cái định mình không đủ mạnh để mình thấy cảnh của nó. Thành ra là mình sẽ cảm nhận một cái trạng thái tâm trống rỗng, không có gì cả. Và mình thấy nó rất an lạc, mình tưởng như vậy nó là thiền, là thấy một cái nội tâm trong sáng vắng lặng. Nhưng thực ra không phải, nó là tâm phá quan gác. Do tâm này không có thiện ác, nó thuộc trung tính. Cảnh nó là cảnh tử của kiếp trước, và do nó rất vi tế, người có tứ thiền mới có thể thấy được cảnh tử nó là gì. Người bình thường không thấy được, cho nên rơi vào trạng thái vắng lặng. Và khi tâm phá quan gá này đó, tức là tâm hữu phần á, nó kéo dài, thì khi đó đó, dài ở đây là dài 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, hoặc 5 phút, 10 phút, thì khi đó chúng ta rơi vào giấc ngủ. Cho nên chúng ta chủ động rơi vào nó thì chúng ta cảm thấy an lạc là đúng rồi. Tại vì khi chúng ta ngủ nó cũng yên ổn y chang vậy đó. Còn khi tâm phá quan gá mà nó kéo dài quá lâu thì người ta gọi đó là hôn mê. Và tâm phá quan gá này đó, nó là cái đệm, gọi là cái đệm cho những khoảng trống giữa các lộ tâm. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta nổi tâm sân là nó là một, thực tế không phải. Tâm sân sanh diệt rất nhanh, nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt rất nhanh. Trong một cái búng ngón tay có vô số tâm sân sanh rồi diệt mà chúng ta không thấy, cho nên chúng ta cứ nghĩ là nó là một. Giống như một cái bức tranh có rất nhiều những điểm ảnh nhỏ mà chúng ta không thấy từng điểm ảnh đó, chúng ta cứ nghĩ đó là một bức tranh hoàn chỉnh. Thì cái anh giữa các cái lỗ tâm á, nó có khoảng trống, thì anh phá quan gá anh sẽ chen vào trong đó để cho tâm được liên tục. Thành ra chúng ta còn gọi đó là tâm hộ kiếp. Thì vấn đề trong chú giải nói như thế này, là khi chúng ta tục sanh tâm hữu phần, như sư nói cái phá quan gá đó vốn dĩ nó trung tính, không có thiện ác gì cả. Nhưng do các căn gặp các cảnh, tiếp xúc với các cảnh, sinh ra các cảm thọ, từ đó có thích và ghét. Thì từ cái loạt tâm phá quan gá đó bắt đầu là có những lộ tâm thiện hoặc là ác, đa phần là bất thiện, do thích hoặc ghét. Đó chính là tham và sân. Đó là cái mà Đức Thế Tôn nói trong bài kinh đó. Nghĩa là khi chúng ta tục sanh á, cái lộ tâm phá quan gá đó vốn dĩ nó không có thiện ác, mà do các căn tiếp xúc các cảnh, cho nên chúng ta có thích và ghét. Từ cái thích và ghét đó chúng ta có tham và sân, và chính đó làm cho tâm của chúng ta ô nhiễm. Còn cái lộ tâm nó sanh diệt liên tục, cho nên không có một cái anh nào gọi là chân tâm Phật tánh thường hằng bất biến, hằng trong sáng, thì không có. Sư mong là quý vị hiểu đặc tánh của tâm phá quan gá. Cho nên là chúng ta nên học A Tỳ Đàm ha. Thành ra đó, tránh cái việc là chúng ta hành thiền mà mình để cho cái đầu mình nó trống rỗng,
mình tưởng nó là hay nhưng thực tế là mình hành nó lạc thôi. Cho nên nè, ở đây là nhiều giảng sư giảng khi thấy thì ta biết thấy không phản ứng không phân tích, khi nghe khi xúc chạm khi nếm vị khi ngửi mùi ta chỉ rõ biết đó là chánh niệm. Suốt mấy ngày qua sư đã hướng dẫn quý vị như thế nào là chánh niệm. Chúng ta có niệm và sự tỉnh giác. Niệm có vai trò giống như một anh thủ kho, ảnh báo cáo cho nhà vua biết là trong kho có những gì. Thì khi chúng ta hành thiền á, cái anh niệm á, ảnh cho chúng ta biết là mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình ngửi cái gì, mình niệm cái gì, mình nếm cái gì, mình đi đứng co duỗi sinh hoạt ra làm sao. Anh niệm ảnh sẽ thông báo trung thực cho chúng ta biết đó là cái gì. Còn cái anh mà tuệ đó, cái trí tuệ quán ở đây nè, là ảnh sẽ làm việc là khi ảnh được báo cáo như vậy, ảnh sẽ thấy thấy cái gì? Thấy vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên sư đã nói rất nhiều lần, cái chuyện là trong thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, làm cái gì biết cái đó, bản thân nó chưa phải là tứ niệm xứ. Muốn thực hành tứ niệm xứ nó phải có cái tuệ phân tích nằm ở trong đó, nó gọi là cái trí tuệ quán, gọi là tuệ minh sát đó, nó phải có. Mà tuệ minh sát là chúng ta thấy rõ tam tướng khi chúng ta quan sát phân biệt rõ giùm sư, khi đó mới gọi là thực hành tứ niệm xứ. Chứ còn cái chuyện mình chỉ đơn giản mình theo dõi thôi đó, làm gì biết đó, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Sư hỏi quý vị tuệ nằm ở đâu? Có bao giờ quý vị thắc mắc cái kiểu sinh hoạt như thế tuệ làm sao sanh không? Do mình thiếu, do mình đọc kinh không đọc chú giải, do mình học á, mình theo tư kiến. Thành ra sư chủ trương là dạy là theo chánh kinh, chứ không có theo ông thầy, ông tổ nào hết. Và học là phải học theo chú giải. Con xin hỏi chánh kiến như thế nào mới được gọi là chánh kiến? Cái này á, quý vị nên đọc bài kinh Chánh Tri Kiến của Trung Bộ. Bài này thì sư đang dạy ở chùa An Lạc. Bài kinh này là một bài kinh quan trọng của Trung Bộ. Bài kinh này đã được dịch chú giải, đã có chú giải rồi. Cái chú giải bài kinh Chánh Tri Kiến sư đã đăng lên trên Facebook của sư. Nếu quý vị không có kiên nhẫn thì quý vị có thể tự đọc lấy, tức là đọc bản dịch Việt cộng với chú giải. Ở trong đó giải thích thế nào là chánh tri kiến một cách rất là rõ. Cho nên ở đây á, sư chỉ nói tóm gọn thôi. Thứ nhất là thấy được tam tướng là vipassana nhà nó vô thường khổ vô ngã. Cái thứ hai là biết được nghiệp và quả của nghiệp, kamma nhà nó là hai loại đó thì được xem là chánh kiến. Cái thứ ba là chúng ta chánh tà kiến thì cũng coi là chánh kiến, tức là chánh cái thường kiến và đoạn kiến thì chúng ta cũng xem đó là chánh kiến. Bản thân con năm nay đã 62 tuổi, con đã cũng đã có gia đình, thì con thấy thế gian này là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, yêu ghét tham muốn sân si đều là khổ. Thì con mới bắt đầu tìm hiểu sâu vào giáo lý của đạo. Nhà con đạo Cao Đài, cha mẹ anh chị đều theo đạo Cao Đài. Con tìm hiểu sâu hơn thì con thấy giáo lý ở đó không thực tế với cuộc sống thường ngày, và con cũng tu ở đó nhiều năm nhưng con thấy không giảm được tham sân si. Rồi con tu thêm cao lên một bậc gọi là Cao Đài Chiếu Minh,
ngày ngồi công phu tứ thời để mong cầu đạt đến cảnh tiên, nhưng con thấy có cái gì đó hơi tà kiến, là còn cầu cơ thượng đế giáng phàm. Chỉ vậy, nhưng con hiểu, khi con hiểu con thấy điều đó không thực tế với cuộc sống hàng ngày, con mới nghe pháp và tìm hiểu Phật giáo Bắc Tông, và con theo tu tập ở Thường Chiếu 6 năm làm cư sĩ Thuận Thành theo Ni Viện Hương Hải, và xin xuất gia ở đó 3 lần đều bị trượt duyên. Con bị anh chị em và bạn bè xem con là một người không có lập trường, đứng núi này trong núi nọ, nhưng với lương tâm của con thì con thấy con rất may mắn. Dù trải qua thời gian tìm đạo rất lâu tới 15 năm, nhưng may mắn thay con cũng gặp được chánh pháp và con đã xuất gia đạo Phật Nam Tông Nguyên Thủy, và con đang theo giáo pháp chính của Phật, Đức Phật giáo truyền. Giờ này con đang tu tập được an vui, giảm bớt tham sân si. Con cũng nguyện cầu mọi việc thiện mà con làm đều đưa con đến con đường giải thoát, đó là chánh kiến không? Thì sư mong là quý vị có chánh kiến. Và như sư nói đó, muốn hiểu chánh kiến một cách nó sâu sắc thì chúng ta nên xem qua bài kinh Chánh Tri Kiến Trung Bộ, bài kinh số 9. Thì bài kinh này sư đã có bản dịch chú giải xong rồi, quý vị có thể xem. Do thời gian không có nhiều cho nên là sư không có phân tích hết được. Con có vài câu hỏi như vậy. Hôm qua con có nghe thầy nói về nghiệp của vua Bibisara, về các nghiệp ở địa ngục phải trả, trở thành ngạ quỷ phải chịu nhiều hình phạt đau đớn muôn ngàn năm. Vậy học thuyết và pháp của Phật chủ trương từ bi và trí tuệ, làm chánh pháp để cảm hóa chúng sanh không còn lầm đường lạc lối từ cõi mê về cõi sáng, vậy tại sao không áp dụng về các cõi đó cho các chúng sanh đó? Mong thầy khai ngộ. Do các chúng sanh đó họ không có khả năng lắng nghe và cũng không có khả năng tu tập. Ở cảnh giới địa ngục, chúng sanh bị tra tấn liên tục do chính nghiệp của chúng sanh đó. Ngay cả một vị chánh đẳng giác cũng không có khả năng gọi là ngưng hình phạt cho chúng sanh đó lắng nghe, cũng không có. Do cái nghiệp của chúng sanh đó đang vận hành. Bây giờ sư hỏi quý vị nè, giả sử nha, bây giờ lôi đầu mình ra ngoài á, lấy cây gọi là đánh, gọi là chúng nó xúm lại đấm đá túi bụi mình á, mình co lại ha, nó đánh thiệt là đau, rồi mở pháp ra cái bên nó đố sư đố quý vị nghe được á. Mình là loài người á, mà khi mình đau đớn như vậy, mình đang bị tra tấn như vậy mà mình còn không có nghe được pháp, thì nói làm chi chúng sanh ở địa ngục chịu cái đau gấp trăm gấp ngàn lần. Khi đó đó, sự đau đớn, sự hoảng sợ làm cho chúng sanh đó bị ngu muội đi, kiểu như bị tra tấn nhiều quá rồi đó, cái tâm nó mờ đi. Sư biết có một số người á, họ bị người ta đối xử những cái cách tàn nhẫn không ra con người, họ giống như họ bị điên. Thì cái điên đó nó giống như là một cái cơ chế để họ tự bảo vệ mình. Tại điên rồi thì tôi không còn biết đau nữa. Thì cái người điên thì làm sao nghe pháp? Mà cái chúng sanh ở địa ngục á, tra tấn nó còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần như vậy nữa, thì quý vị nghĩ họ còn đủ tỉnh táo để họ nghe pháp hay sao? Mà chúng sanh phải nghe pháp, phải giữ giới, phải hành thiền thì mới được. Mà mình rơi vào cảnh đó là mình không có làm gì được hết trơn. Cái thứ hai là chúng sanh là ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ cũng thường xuyên chịu khổ. Có một số bài kinh có nhắc đến việc là các loài ngạ quỷ đó nghe pháp, nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả. Họ nghe xong rồi họ chết quốc. Tức là
thậm chí không động lại trong tâm luôn á. Để sư nhớ coi, không nhớ là ở trong trung bộ hay là trong trường bộ hay là tương ưng, mà có một con ngạ quỷ, nó là vị tỷ kheo thời Đức Phật quá khứ, do cái nghiệp của nó đó, cho nên nó sanh làm loài ngạ quỷ và nó rất đau đớn. Thì nó đi chung với một con ngạ quỷ khác, là hai con ngạ quỷ đi chung với nhau. Khi mà thấy Đức Phật đang đi bát thì nó đứng ra giữa đường á, Đức Phật dừng lại thì nó hỏi là Sa môn Gotama sợ ta hay sao? Thì Đức Phật mới nói Như Lai thì không có sợ, nhưng việc đi xuyên qua một chúng sanh khác là điều không có nên. Cho nên Đức Phật dừng lại. Và ở đó Đức Thế Tôn cũng có thuyết một thời pháp liên quan đến cái nghiệp quá khứ của con ngạ quỷ này. Nhưng sau đó con ngạ quỷ vẫn như cũ, không có ảnh hưởng gì cả. Và rất nhiều những trường hợp tương tự như vậy. Cho nên á, loài ngạ quỷ gần như là họ không có khả năng tiếp thu chánh pháp. Còn loài súc sanh á, thì một số loài có khả năng nghe, ví dụ như loài rồng, nhưng do nó là cái hàng nhị nhân không phải tam nhân, cho nên cũng không có tu chứng gì cả. Tuy nhiên nếu như có lắng nghe chánh pháp thì sẽ có cái lòng lành, tức là cái sự ưa thích, sự chú tâm lắng nghe chánh pháp, bản thân nó cũng là cái nghiệp lành. Nhờ như vậy á, thì đời sau kiếp khác nó có cơ hội được sanh về cảnh giới tốt hơn. Cho nên là quý vị thấy một số con như là con chó nè, khi mà tụng kinh một số chùa nó thích chạy lên nó nghe đó, thì đó là một trong những cái cơ hội giúp cho nó tái sanh về cảnh giới tốt hơn. Như trường hợp của một con cóc, khi mà nó nghe Đức Phật thuyết pháp, nó nghe âm thanh đó nó rất là mê mẩn. Và có một người chống gậy thì vô tình cái gậy đó họ trượt chân, họ chống mạnh và họ chống trúng con cóc, cái gậy đâm xuyên con cóc và con cóc nó chết. Nhưng nhờ cái tâm của nó khi đang tập trung vào cái lời pháp của Đức Phật, cho nên con cóc nó sanh thiên. Rồi có rất nhiều những trường hợp tương tự như vậy. Cho nên là chúng sanh đi về cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ là hầu như mình không giúp gì được, trừ một loài ngạ quỷ là loài ngạ quỷ có khả năng nhận phước hồi hướng. Ở trong kinh Bên Ngoài Bức Tường á, thì hàng ngạ quỷ đó khi chúng ta làm phước và chúng ta hồi hướng phước đến loài ngạ quỷ đó, thì loài ngạ quỷ đó có thể nhận được phước hồi hướng, từ đó sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Chứ loài ngạ quỷ đó cũng không có khả năng nghe pháp khi mà đang phải chịu đau khổ. Bằng chứng là trong kinh Bên Ngoài Bức Tường, những loài ngạ quỷ người là quyến thuộc của vua Bimbisara đó, tụi nó đã trải qua 4 đời Phật chánh đẳng giác. Cơ hội nghe pháp của nó là qua 4 thời Phật mà không ảnh hưởng gì hết, không có tác dụng gì hết. Chỉ chờ đến thời Đức Phật Thích Ca của mình á, thì vua Bimbisara làm phước hồi hướng cho nó đó, thì nó mới thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Cho nên là chúng sanh nào dùng loại thực phẩm đó, con là một bệnh nhân viêm da cơ địa vẫy nến đã gần 10 năm rồi. Con đã dùng nhiều phương pháp chữa bệnh lý từ đông sang tây đều không khỏi. Nếu có thuyên giảm thì được một thời gian bệnh tái phát nhiều hơn, vì đây cũng là bệnh tự miễn. Con cũng là người ăn uống khoa học, thể thao đầy đủ, chỉ có công việc lâu lâu căng thẳng thôi, nên bệnh con gần 10 năm. Nhưng so với bệnh nhân khác con còn đỡ hơn rất nhiều. Con cũng đã từng nghĩ sẽ chữa bệnh thông qua hình thức tâm linh, nhưng con không biết nghiệp trước đây con đã làm những gì, nghiệp đó là gì.
hay đây là cái oan gia trái chủ. Con cũng đã cố gắng hành thiện thông qua việc giúp các nhóm từ thiện, nhưng căn bệnh con vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mong thầy chỉ rõ nghiệp bệnh của con, có phương thức chữa bệnh này không cho con được biết. Ở trong chú giải pháp cú có câu chuyện về người em họ của ngài Ananda. Thì một hôm á, nàng bị nổi những cái mụn nhọt ở trên người á, làm cho cơ thể trở nên rất xấu xí, và nàng ngại không dám gặp mặt ai hết. Thì khi đó đó, Đức Ananda mới đến và hỏi. Thì nàng mới nói là bây giờ con bị vậy đó, thành ra là con không có dám ra ngoài. Thì ngài Ananda mới nói bây giờ á, cô có tài sản hay không. Cổ mới tháo những cái nữ trang của cổ ra. Thì ngài Ananda nói đó, cô hãy dùng tài sản của cô để xây một cái trai đường. Thì nàng mới nói bây giờ ai giúp con xây. Thì ngài Ananda chỉ qua dòng tộc Thích Ca đó, nói là đây, những người này sẽ có trách nhiệm giúp cô xây cái trai đường. Và khi nàng xây trai đường xong á, thì nàng thỉnh Đức Phật cùng với tăng đoàn đến để làm cái lễ khánh thành trai đường. Khi Đức Phật tới thì nàng trốn, tại vì nàng các cái mụn nhọt nó vẫn còn nổi lên trên người, thì nàng mới không có dám ra. Đức Thế Tôn hỏi nàng đâu rồi và hãy kêu nàng ra đây. Khi nàng ra đó thì Đức Thế Tôn bằng cái do cái phước của nàng ấy, và do năng lực từ bi của Đức Thế Tôn, cho nên là căn bệnh đó nó biến mất. Nhưng mà nhớ giùm, nó biến mất là nhờ cái phước của nàng. Khi mà nàng dùng cái gọi là dùng hết cái tài sản của mình á, để xây trai đường cúng dường lên Đức Phật và làm một buổi lễ trai tăng với đầy đủ những món thức ăn thượng vị cúng dường đến tăng đoàn, thì khi đó đó cái nghiệp của nàng mới hết. Đức Thế Tôn á, cho nàng biết nguyên nhân là năm xưa nàng từng là một bà hoàng hậu, mà thì trong cung á, có một cô vũ nữ. Thì cô vũ nữ này vừa đẹp mà vừa múa giỏi, cho nên nhà vua rất là thương, rất là sủng ái. Thì nàng mới ghen. Quý vị biết phụ nữ mà ghen ghê gớm lắm. Nàng kiếm cái người cùi á, nàng lấy những cái mài ghẻ của họ đó, nàng xây nhuyễn ra. Rồi nàng khi mà cái cô vũ nữ, thì nàng vung lên người cô vũ nữ, rồi vung lên trên giường chiếu đồ đạc quần áo của cổ. Rồi thì cô vũ nữ đó nổi ghẻ. Thì cổ xấu xí và nhà vua không còn sủng ái cổ nữa. Do cái nghiệp đó mà cổ đi địa ngục rất là lâu. Và đến kiếp này khi nghiệp trổ thì cổ bị cái bệnh ngoài da như thế. Thì coi chừng á, trong trường hợp này chúng ta cũng đã từng làm một cái nghiệp tương tự như thế. Ở trong kinh Tạng nó còn có một trường hợp nữa là trong Tạng Luật, là một vị tỷ kheo á, tự nhiên ban đầu là nổi một cái mụn nhọt mà nó chỉ bằng cái đồng xu thôi, rồi nó nổi đầy người, rồi sau này nó lớn bằng cái ly, rồi nó lớn bằng cái chén, rồi nó lớn bằng cái tô, lớn bằng cái bát. Rồi dần dần á, những cái mũ đó đó nó chảy ra, rồi nó dính, nó dớp dính y lại, phát ra mùi hôi thối. Và Chư Tăng rất là ngại, và dần dần Chư Tăng xa lánh vị này. Đức Thế Tôn khi đó, ngài mới đi đến
Ngài biết cái ngày hôm nay đây là cơ duyên cho vị này chứng đắc đạo quả, Ngài mới sai Ngài Ananda đó đi lấy nước nóng, rồi tự tay Đức Phật tắm cho cái vị tỷ kheo bệnh. Rồi chư tăng thì đem y của vị ấy đem đi giặt cho nó sạch sẽ. Thì khi đó Đức Thế Tôn á, Ngài mới kể nguyên nhân. Đương nhiên là sau đó thì Đức Thế Tôn thuyết một bài kinh, sau khi mà vị tỷ kheo đó đó tắm rửa sạch sẽ rồi, mát mẻ thoải mái rồi, Đức Thế Tôn thuyết một bài kinh, vị tỷ kheo chứng đắc A-la-hán và sau đó viên tịch. Sư tóm tắt đoạn đó. Sau này chư tăng mới hỏi lý do gì một vị có khả năng chứng đắc A-la-hán lại phải chịu cái nghiệp bệnh đó về ngoài da mà nó ghê gớm như vậy. Đức Thế Tôn kể năm xưa vị này từng là một thợ săn và chuyên bắt chim. Mà khi bắt chim như vậy đó, để tránh cho con chim nó bay mất, thì người thợ săn có thói quen là bẻ chân bẻ cánh mấy con chim. Thì một lần á, trong một lần vị này đang ăn, tức là mấy con chim đó đang vặt trụ lông rồi nướng làm roti vân vân, đang chuẩn bị ăn, thì thấy một vị Phật độc giác đi qua. Do thấy một vị khất sĩ thì vị này có cái tâm lành, cho nên là cúng cái phần thịt chim đó cho vị Phật độc giác thọ dụng. Và sau đó vị này cũng nguyện là chứng đạt được những gì mà vị Phật độc giác đã chứng đạt. Thì do cái nghiệp mà bắt chim rồi bẻ chim đó, năm xưa bẻ cánh bẻ chân, thì bây giờ vị ấy phải chịu cái bệnh nó kinh khủng như thế. Còn do nhờ cái phước cúng dường thực phẩm đến một vị độc giác, cho nên là vị này có cơ hội được giác ngộ giải thoát. Tổng hợp hai trường hợp, thì nếu nói về nghiệp thì quá khứ chúng ta đã từng tạo một cái nghiệp gì đó khiến cho chúng sanh khác phải đau đớn khổ sở, thì bây giờ mình cũng phải chịu cái nghiệp tương tự. Mà muốn khắc phục thì một là hãy thử bố thí, phục vụ các nhóm từ thiện thì cũng được, nhưng mà nó ít lắm. Tại vì khi mình phục vụ nhóm từ thiện như vậy á, cái khối tài sản mình bỏ ra là bao nhiêu, nó tính là bao nhiêu phần trăm tài sản của mình. Rồi tuy nhiên thì cũng không hứa được, tại vì quý vị thấy là cũng có vị tỷ kheo đó bị bệnh đó mà đi đến cái lúc chết, nhưng mà được cái là nhờ cái phước năm xưa cho nên là có cơ hội chứng đắc đạo quả. Cho nên điều quan trọng là chúng ta nỗ lực làm thiện, nhờ thiện đó chúng ta sẽ có phước lành và có được cơ hội để tu tập giải thoát, nó hơn là bây giờ chúng ta quá lo lắng về cái bệnh. Hơn nữa, bệnh cũng là cơ hội để chúng ta quán sát các cảm thọ. Lúc con hành thiền, định tâm vào hơi thở của con không được duy trì lâu dài, thường được một lát là có những dòng suy nghĩ khác lôi kéo ra, lôi con ra, hoặc là các tưởng tượng lung tung. Khi con chợt nhận ra thì con quay lại vị chú tâm vào hơi thở, và cũng là lúc vòng lặp trên quay trở lại. Làm cách nào để định tâm con được duy trì lâu bền hơn? Bằng cách thực hành nhiều hơn và thường xuyên hơn. Khi tâm của chúng ta định nó còn yếu thì chúng ta dễ bị phóng tâm, chuyện đó là chuyện bình thường. Khi chúng ta thực hành một cách thường xuyên, định chúng ta mạnh hơn thì từ từ chúng ta có thể định tâm được tốt hơn. Khi có những hình ảnh ghê sợ xuất hiện trong tâm, có những suy nghĩ nó lung tung xuất hiện trong tâm, thì ta chỉ việc một là mở mắt ra, hai là quay trở lại hơi thở, ba là buông, và sau đó chúng ta tiếp tục tập trung. Điều quan trọng không phải là chúng ta
phóng tâm nhiều hay ít, mà quan trọng là trong một cái khoảng thời gian đó chúng ta đã định tâm được bao nhiêu. Bây giờ chúng ta định tâm được một phút thì không sao hết, trong một phút đó chúng ta ráng định tâm. Sau khi hết một phút đó rồi chúng ta lại phóng dật, không sao hết. Sau đó chúng ta lại chuẩn bị định tâm thêm một phút nữa. Cứ như vậy, khi chúng ta hành thiền, chúng ta làm cho những khoảnh khắc chúng ta có thể định tâm càng nhiều càng tốt. Đừng lo lắng về các sự phóng dật. Mình hành thiền nhiều, định tâm sẽ càng lúc càng nhiều, phóng dật sẽ càng lúc càng ít. Cho nên không có việc gì phải lo hết á. Thưa sư, nếu xong 10 ngày này rồi, con xin nguyện thọ Bát Quan Trai Giới 2-3 ngày trong một tháng được không ạ? Nếu được, vì sắp tới con đi du học, ngại không gần chùa hay chư tăng nào để giúp mình thọ Bát Quan Trai Giới, có cách nào không? Thì sư đã trả lời rồi. Quý vị có thể hướng tâm về phía tượng Phật để chúng ta thọ Bát Quan Trai Giới. Bạch sư, nếu khi quan sát thọ và thân cảm thấy nhàm chán thân này thì phải làm sao? Xin sư chỉ rõ lại giúp con. Khi nhàm chán thì chúng ta mới ly tham được, mà ly tham thì chúng ta mới giải thoát được. Cái sự nhàm chán, ghê sợ nhàm chán, ở trong cái thuật ngữ Vipassana nó gọi là cái tuệ nhàm chán, là yếm ố tuệ. Đó là một giai đoạn tâm lý mà chúng ta sẽ đối mặt và sẽ vượt qua. Nhớ dùm sư, đây không phải là một cái sợ đắc sợ chứng gì cả, mà đây là một giai đoạn tâm lý mà chúng ta sẽ vượt qua khi quan sát. Đó là làm cho mình trở nên ghê sợ và nhàm chán tấm thân này. Rồi nó sẽ vượt qua giai đoạn tâm lý này để nó đi đến giai đoạn tâm lý tiếp theo. Cho nên không có gì mình phải lo lắng cả ha. Cứ tiếp tục thực hành, rồi đó, cái giai đoạn này nó sẽ thay đổi. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô